Em này xem này. Wow. Từ lúc có cái đàn mới này anh mày lọt ra mắt xanh của bao nhiêu cô luôn. Bảo bội của anh ấy. Quá tuyệt. Thế ổn không? Quá ổn. Chơi xong rồi phải cho em mượn với nha. Một chơi mình đâu. Để anh xem đã. Sao mày lấy đồ của tao? Cái này. Bỏ ra. Đây là đàn của tao chứ tao mới dùng đâu mày hiểu chưa? Em mượn đàn anh xíu sao anh làm ghê vậy? Mày. Mày định lông bông như vậy suốt đời hả Bảo? Bố mẹ đã cố gắng để cho anh em lên Hà Nội học rồi. Mày cố kiếm nước gì để giúp đỡ bố mẹ đi. Đây là lần cuối nó mày đấy. Mày làm mày như nào mày làm. Sao? Có chuyện gì buồn? Thực ra là ngày mai có một công ty ở Sài Gòn muốn phỏng vấn em. Mà vé máy bay mắc quá, chắc em không đi được đâu. Mà thôi, em có việc đi đã. Này, cầm lấy đi. Có chuyến bay lúc 8:40 đấy. Cứ cầm lấy, hỏi với thắc mắc. Tụi con nhà anh cho mượn. Chúng mày cứ tu trí làm ăn là được rồi. Đi chuẩn bị đồ đi, không còn trễ đấy. Trước năm vừa qua anh mất nhiều fan lắm đúng không? Thành Đình Công Túc về rồi đó. Em có cái đàn cho anh này. Wow, giống như cái đàn ngày xưa của anh luôn. Âm